Alo chào anh em, hôm nay mình tiếp tục đi săn boss anh em ạ. Hôm nay mục tiêu kiếm lấy vài chục củ nhá. Hôm qua mình kiếm được là 70 củ anh em ạ. Hôm nay để xem kiếm được bao nhiêu. Hiện tại thì mình sẽ để cái mức cược là thành 100 đi, chơi lớn một tay thử xem nào. Khóa mục tiêu con rồng này nhá. À con boss đi. Đổ má qua màn anh em ạ. Vừa vào cái qua màn cay nhỉ. Đang đang gặp boss rồi lại qua màn anh em ạ. Để xem nào, mấy con cá nhỏ này thì mình sẽ không không bắn nhá. Cá nhỏ này không bắn anh em ạ. Xuất hiện con cá to thì bắn. Chưa thấy xuất hiện con cá lớn nào nhỉ? Chơi tạm con cá đầu búa này đi xem nào. Liệu có hút được hay không? Bắn tạm. Không được rồi anh em ơi. À nổ đây này, nổ xem kiếm được không? Như vậy là huề anh em ạ. Huề không chơi nhá, để xem chờ con nào mà lớn lớn một chút xuất hiện á, bắn thì mình mới có lãi anh em ạ. Còn mấy cái con này thì bắn chỉ tốn tốn đạn thôi. Rồi ok, để xem nào. Chưa thấy có con to nào xuất hiện anh em ạ. Cay nhỉ, vừa rồi boss nó vừa xuất hiện xong nó lại qua màn. Đây bây giờ xuất hiện này. Bây giờ xuất hiện này. Bắn con cá đầu to này. Nổ một con này, 7 củ. Ok luôn. Làm con cá đuối đỏ vàng nữa đi. Làm con cá đuối vàng nữa nhá, nổ không? Đổ mát dài thế. Rồi nổ rồi, xem kiếm bao nhiêu đây, 8 củ anh em này. Quá là ổn luôn. Để xem tiếp nhá. Cứ con nào to là phục thù anh em ạ, chứ không bắn con nhỏ nhá. Rồi con cá này. Rồi bắn con này đi. Không nổ anh em này. Chọn con rồng này, nổ rồng này mới là ngon này anh em này. Rồi nổ rồi anh em ơi. Ok luôn anh em ạ, lên 65 củ này. Lãi gần 20 củ rồi. Hôm nay mục tiêu phải kiếm vài chục củ. Không biết là liệu có ổn không nhá. Ở đây nó có cái nút gọi là khóa mục tiêu anh em ạ. Anh em mà bấm vào cái nút này á, thì anh em sẽ khóa được cái mục tiêu chọn nhá. Đây mình sẽ bắn con cá chép này đi. Cá chép om dưa nào. Làm con cá chép om dưa nào anh em ơi. Rồi ok luôn, là 10 củ anh em ạ. Ngon nhỉ, lên 73 củ rồi này. Quá là tuyệt vời luôn. Để xem boss xuất hiện để săn nhá. Hiện tại thì bắn con cá đuối này đi. Rồi, rồi boss xuất hiện rồi anh em ơi. Làm con boss này là nghỉ là đẹp này. Má con cá đuối này, nổ đi em ơi. Thôi bỏ chuyển sang săn boss này. Boss xuất hiện là phải săn ngay anh em ạ. Xuất hiện là phải săn ngay. Nổ không? Má là lâu nổ thế. Nổ đi em ơi, nổ đi, nổ đi. Má cay nhỉ. Không nổ anh em ạ. Hôm qua mình ăn mấy con, hôm nay thì con này bắn không nổ được anh em ạ, coi như là lại lại huề rồi. Rồi để xem con rồng này nhá. Vãi thật. Nổ đi em ơi, nổ đi, nổ đi, nổ đi. Cái rồi, không nổ anh em, đánh cái mức cược 100k này công nhận là bắn tốn thật anh em ạ. Có thể khả năng có thể giảm 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 cái mức cược xuống thôi anh em ạ. Rồi nổ một con này. Lấy lại được một chút này. Cá đuối này. Cá đuối vàng này. Nổ không? Đổ má nó cay nhờ. Không nổ được anh em ạ. Phải tốn đạn thật. Rồi nổ rồi, may quá đến phút cuối thì nổ. Nổ được có 8 củ anh em ạ. Vẫn đang bị âm này. Rồi quyết định nhá. Rồi rồi rồi, ăn con rồng này có thể là huề vốn này. Lên luôn 62 củ anh em ạ, lại có lãi rồi nhá. Lại có lãi luôn. Lần này thì mình sẽ chọn con to mình bắn chứ không bắn mấy cái con nhỏ nhỏ nữa. Rất là phí đạn anh em ạ. Rồi để xem nào.
Đây rồi, boss xuất hiện đây rồi. Làm con boss để nghỉ nào, làm con boss để nghỉ nào. Nổ đi em ơi, nổ đi, nổ đi. À, nó hồi hộp thật anh em ạ. Nổ không, hôm qua thì săn được mấy con, hôm nay thì chưa được một con nào hết. Chưa được một con nào hết. Lại về mo rồi. Ma cày nhỉ. Ma cày nhỉ. Vai thật. Ơ nổ đây, mất ông nào nổ đây. Ông kia nổ, mình không nổ anh em ạ. Ma là mình chơi súng to như vậy mà không nổ được. Thôi lại đi săn rồng thôi. Lại đi săn rồng thôi anh em ơi. Ai nổ đây? Rồi, mình húp anh em ơi, mình húp này. Vẫn chỉ đang lại được có 8 củ à 10 củ thôi. Cá chép. Cá chép, cá chép. Săn cá chép anh em ơi. Cá chép vàng, ok luôn này, làm 10 củ. Ngon lành cành đào. Nổ tiếp này, làm 7 củ tiếp này, lên 70 củ rồi. Như vậy là đang lãi rồi đó là khoảng hơn 20 củ nhá. Hơn 20 củ anh em ạ. Để xem nếu như mà gặp boss thì để săn tiếp nhá. Má đây cá đầu to đây, bị lác chuột rồi. Mà bắn con cá nhỏ. Vãi thật lác chuột đấy anh em ơi. Không di chuyển được mục tiêu. Ma cày. Bị lác chuột rồi. Rồi thì xem là con rồng này. Bắn con rồng này sau đó đến boss nhá. Vãi thật lại qua màn anh em ạ. Cày nhỉ. Kiếm thêm vài củ nữa đang nghỉ mà không ổn một chút nào này. Đang lãi đâu đó là khoảng 22 củ. 22 củ. Rồi có cá chép này. Cá chép à. Bắt con cá chép nhá. Bắt con cá chép anh em ơi. Nổ luôn này. Bên 78 củ rồi. Như vậy là lãi được là 31 củ này anh em ơi. 31 củ rồi anh em ạ. Nghỉ nhá. Rồi ok. Quyết định là nghỉ luôn anh em ạ. Em thấy không? Chỉ cần bắt được vài con to thôi á là có thể là chốt lãi rất là dễ luôn anh em ạ. Không nên nên tham nữa nhá. Chơi mà tham thì tỷ lệ toang rất là cao đấy. Hôm nay thì kiếm nhẹ khoảng 31 củ thôi. Hôm qua thì may mắn hơn. Kiếm 70 củ anh em ạ. Rồi ok luôn. Anh em là thấy video hay thì cho mình xin một like, một subscribe ủng hộ mình nhá. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi cái video của mình. Chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.